Rồi, ok. Thì bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu làm tiếp tục clip lưu trữ. Thì acc này là khoa ở cụm 400, thì chúng ta sẽ coi thử là acc sẽ có cái gì. Và sau khi coi xong là chúng ta sẽ tư vấn. Thì đầu tiên khi mà vô acc là hiện giờ là có con mạnh nhất là con Sam. Tiếp theo là con Seekin, con Tăng Tớp và con Mực. Mà sao acc này quen dữ vậy ta? Acc này có làm lần nào chứ trời. Sam có siêu thị kỹ đồ ok rồi. Ôi tại sao lực chiến con si kinh thấp dữ vậy? À 4,8 triệu, 4,5 triệu, 4,8 triệu, 4,5 triệu cũng tăng tớp mà bây giờ nâng con si kinh chưa xong, si kinh còn bao nhiêu sao mà sao không nâng con si kinh cho xong đi? Bây giờ nâng con tăng tớp, bây giờ nâng gì à, cũng tăng tớp gần gần lên 5 sao vàng rồi à. Sắp lên còn mấy ô nữa, bao này nữa chắc hết tháng lên được rồi. Ok bây giờ thích nâng tăng tớp trước thì nâng, có Sam, có Seekin, có tăng tớp, có mực. Cái này là mua đúng không? Này là con mực, con mực cũng chưa năm, mực có siêu thì kỹ chưa 5 sao rồi. Sao acc này quen với người ta, acc này như đổi tên tôi làm lại, đổi tên như tôi làm lại hay sao vậy ta? Chơi mực giờ này tới mùa quýt rồi, acc này hình như là ngày xưa như tôi làm rồi sao đó ta, đúng không? Ngày xưa như tôi có nói cái acc này một lần rồi sao, có vô acc này một lần rồi sao á, mới lên 100 tuần trước mà giờ chơi tới bây giờ. Mà giờ này con mực nè, con mực nè, xong tới con Sam là một nè, con Daru là hai nè, con Kokitsu sư là ba nè, con Flash là 4 nè, con Hiro là 5 nè. Rồi tới con Seekin thì không nói, là 5 tháng trời. Thiệt 5 tháng trời mà giờ này con mực chưa lên 5 sao vàng, 5 sao tím mà con mực có siêu thị kỹ nha. Trời ơi, chơi cái gì vậy? Kể cả con mực này lấy combat luôn nha, tôi nói là con mực này lấy combat luôn thì cũng vẫn có thể nâng lên được 5 sao vàng. 5 sao tím thì còn khó chứ 5 sao vàng mà giờ này cũng chưa lên được luôn mà có xíu nè. Một ô nè, 2 ô nè, 3 ô nè, 4 ô nè, 5 ô nè, 6 ô. Ôi má thì chứ, ổn không vậy? Mà trong khi đó đi nâng con Sam lên 5 sao tím trước, không hiểu luôn á. Cái con này là cái con chủ lực, cái con là co này là chủ lực nè, mà không đi nâng, đi nâng cái con này lên 5 sao tím trước, cái con này thì lại không nâng. Bây giờ nâng cái con đam này cho cố lên, xong rồi con mực nó vô gặp con mực bên kia nó giảm 40% đam thì làm cái gì? Hơi hiểu không có luôn nè, hơi hiểu tâm linh không có luôn, hơi hiểu ghét đấu cũng không có luôn. Bây giờ nâng hai con ghét đấu rồi con sâu cũng không có luôn rồi, cô thủ hơi hiểu công nghệ có để dành không, nâng kiểu gì vậy em? Hơi hiểu công nghệ cũng không đủ luôn, hiểu công nghệ này tới con đi cây rồi nâng dùng dài phát là hết. Trời ơi chơi mấy em, mấy em chơi 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 có tâm chút chứ. Đúng là việc còn dí này, còn dí còn chơi đầy đủ hết, lấy câu đi cây nhưng mà chơi chăm tí, chơi chơi mình còn dí còn đồ vô, đâu phải là vô cứ càng quyết làm hết nhiệm vụ hàng ngày. Bây giờ kim cương, chắc kim cương mới mua giấy đen à, mua hết giấy đen chưa? Ô, cảm ơn Phú Võ nha, cảm ơn em nhiều, cảm ơn em. Ở bây giờ cũng chưa mua hết giấy đen luôn, cũng giống anh mua mua giấy, mua gói siêu thị kỹ chưa, mua mua anh cho em hỏi anh ở Thủ Đức em, anh ở Thủ Đức em mua hết, mua gói siêu thị kỹ chưa? Trời ơi, chưa mua gói vé siêu thị kỹ luôn nha, mới mua được có một gói thôi. Trời ơi, là em chơi cái này là em chơi lười lắm luôn á Khoa. Tên nặc này là Khoa. Chơi chăm lại cái nha, chứ chơi vậy là không ổn. Mặc dù là tướng em rất là ngon thiệt, acc này nếu mà so với acc trong những server là rất là ngon nè. Cái coi thử quyết đấu cân bằng nó vô đánh chưa, 100 kim cương nè, có đánh có K9 nè, thấy K9 rồi, có đánh rồi, xong lấy kim cương. Hôm nay như tôi nhắn tin vô acc hình như nó có đánh xong hết rồi.
Là tại sao mấy anh em không đánh cái móc người ta, tôi cũng hiểu luôn á. Ôi tôi làm clip tôi nói tới như vậy luôn, mấy anh bỏ cái 50 kim cương à, mấy anh em không làm, mấy anh em không làm cái này ta. Mày 50 kim cương bỏ cái này đáng mà mấy anh em. Cái này đáng để lấy mà. Thiệt. Cái túi random này 50 kim cương đáng để lấy mà, nó thật sự rất đáng luôn á. Này là cái này là thật sự là rất rất đáng lấy luôn nha. Cái 50 kim cương này lấy ngon mà. Để coi thử mở nó ra cái gì, mở ra bánh tím bánh cam cái này là hên xui nha. Nhưng mà 50 kim cương để lấy cái rương này là đáng nha. Này là coi như mình quýnh về vốn thôi, gì đâu. Nó coi thử mở ra cái gì. Đây. Thấy không? Trời ơi. Sao vậy? Sao tôi nói trời, cái này tôi nói hoài luôn mà 50 kim cương đó mà mấy anh em quýnh xong cái ải là nó đã cho luôn rồi. Sao vậy? Thiệt. Nói thì mấy anh em không tin. Thiệt luôn á, mấy anh em không tin nè. Cái mảnh này là ba hơn 300, mảnh này là 300 kim cương một mảnh đó. Không mà chơi tìm hiểu chơi chăm lại tí chơi game sẽ hay hơn. Thiệt. Game sẽ hay hơn khi chịu khó tìm hiểu. Cơ bản là như vậy. Tính năng chiến thuật thì chắc mới lấy thằng tớp về đi được mớ rồi. Rồi ok. Rồi nói chung thì tính năng chiến thuật đi cơ bản như vậy là được rồi. Thì để mà nói thêm mặt này á, là chơi thì có chơi. Để tính nhân mặt này chơi có chơi nha. Nhưng mà chơi xong rồi nghỉ, chơi xong rồi nghỉ. Kiểu như là chỉ vô càng quét rồi được, rồi được không được thì thôi. Nhưng mà có chơi có thời gian chơi thì mới đủ được ví đen quay được mấy con này, hoặc là quay hơn để coi thử là quay hơn hay là chơi chăm. Để coi quay hơn hay là chơi chăm. Ôi còn dư bốn đá anh hùng này là quay hơn, dù quay hơn không biết là cái này là quay hơn hay là quay bảo hiểm đây, nhưng mà là khả năng là ạc này ở hết đá anh hùng rồi. Con skin quay hơn nè, con skin là quay hơn thì con tăng tốp này như là bảo hiểm. Thì nói chung mà không biết chơi như thế nào, nhưng mà để mà chơi được như vậy là gạt cái đen rất là ngon. Anh nói trước nghe, cái ạc của em á để mà đánh giá là một cái ạc ngon, nó không đến mức quá đổi tệ. Tại vì em là silver là 300, 300 mấy nãy hình như là cộng 400, 460 mấy á, mà em chơi được tới tầm này là ạc vừa khít 100 là nó rất là cơ bản. Nói chung là một cái ạc hiện giờ là biết bao nhiêu người silver mới đang hướng tới, đúng không? Và 467 thì là cái ạc của em hiện giờ là một trong những cái ạc mà biết bao nhiêu người đang ráng phấn đấu tới, và em còn đủ co. Anh nhấn mạnh như một điều là cái ạc này em còn đủ co nha, chứ không phải là em thiếu vé nha, là hiện giờ em chưa mua vé hết. Bây giờ khi mà em mua vé hết em khoảng cỡ tầm 170 vé, thì em qua tháng sau là em đủ lấy con DK luôn. Là server cái ạc này của em là ạc một ạc rất là đang ngon và nó đang hơn. Anh không biết là em có quay hơn hay không, nhưng mà anh nghĩ là con skin em quay hơn đấy. Con skin em hơn thì em bây giờ này em mới hết được cái đống đá này lận. Đây nè, nhìn vô là bây giờ em không nâng cấp với con skin một phát nào, mà giờ này em quay hết sạch đá là có nghĩa là có khả năng là em quay con skin hơn đấy. Thì cho nên là nếu mà đang hơn như thế này thì chơi cho nó tử tế. Thì ạc bây giờ vừa có tăng tốp này, vừa có skin, mà con mực giờ này còn chưa 5 sao vàng 5 sao tím, mà em nâng ba con này biết chừng nào mới xong. Con mực là bên anh hùng, con đi cây sau này tới con đi cây nữa. Rồi em nghỉ được, em nghỉ được hình như là em nghỉ được một tháng con năm đầu. Rồi xong rồi nghỉ được một con năm đầu, xong tới con chó nghỉ được 2 tháng con năm đầu con chó. Thì đó đó sẽ là cái thời gian mà cho em xây dựng ạc, với lại xây dựng tài nguyên đấy. À trời ơi má, giờ tôi mới để ý. Trời ơi ông Hiển ông chat trên kênh chat tôi mới để ý. Trời ơi là trời, má ơi con quỷ con ác quỷ. What the fuck, cái gì thế này? Đéo hiểu. Trời ơi đủ hả? Nâng con ba cu da lên xong đéo nâng luôn. Rồi mới nâng lên đi như cho có vậy. Thà phải nâng con ba cu da mà nâng lên là xong rồi, rồi dùng vô chơi mày hết cứu thôi. Mẹ chịu. Nói chung là muốn chơi sao chơi.
Ôi má, giờ tôi mới để ý là có ông ba cô danh. Tôi không có kỳ thị được mấy ông mà, mấy ông bắt kêu tôi anti con ba cu gia, mày nâng lên xong đéo chơi luôn, đéo nâng đéo gì hết, nâng lên chịu cho có, trời ơi là trời, sợ mấy ông luôn á. Rồi nói chung thì đó, à thì tư vấn gì thôi, còn mà để em chơi sau này là do lối chơi của em, lối chơi của em thì em quyết định tương lai với cái này của em thôi, còn anh vẫn nhận định là cái này là một cặp ngon, đáng chơi, đáng để trải nghiệm game, tại vì nó là server mới, server này là server 467. Đáng để chơi. Tự nhiên một cái acc ngon mà đủ vé, nhiều vé quay hơn như thế này, nó mấy mấy thằng phá acc nó thường hay hơn mấy ông à. Thiệt. Mấy thằng mà vô mà chơi 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 mà vô ngồi kiểu chơi chơi cho vui nó thường hay hơn mấy ông à. Nó chơi phá, chơi như phá. Thiệt á chứ. Chơi như phá thì lại hơn, mà người chơi team nghiêm túc á người ta lại xui. Thiệt á chứ. Chán thiệt. Rồi, ok. Đó thì acc của em Khoa thì chốt lại, acc thì chơi tiếp bình thường nhưng mà chơi chăm một chút. Tướng thì đầy đủ, lấy con Cody K, nó lấy xong Cody K nữa là chơi êm ru liền. Lấy Cody K là bên con anh hùng, bên anh hùng là chó với lại mực. Tương lai là xương rồng, còn cái này acc này là con tăng tốp với lại con DK tương lai. Rồi sau này anh hùng thì có thể lấy thêm con điên bóng nữa thôi, là đi hai con phản đam anh hùng là xong. Đấy. Rồi, ok ha.